kính và cô bác và quý anh chị em nha. Hôm nay là ngày 27 tháng 1 năm 2022 quý bác ạ. Và cũng là ngày 25 tháng Chạp ta rồi. Chỉ còn có 4 đến 5 ngày nữa là Tết thôi. Hôm nay thì Khánh này tiếp tục đi phát chuyển giúp những phần quà của các mạnh thường quân đến với những người nghèo quý bác ạ. Khánh cũng muốn tranh thủ đi trong 3 ngày rồi cũng sẽ xin tạm ngưng trao quà mùa Tết này. Những phần tiền còn lại thì Khánh có thể Khánh cũng xin cất qua năm ạ. Để Khánh muốn rảnh mấy ngày cuối năm Khánh đi quay cái gì đó cũng như là lo việc gia đình quý bác ạ. Khánh đang có mặt ở đây là Gia Yên đấy quý bác ơi. Khu này là khu 3. Đây quý bác ạ. Khánh đến đây là gia đình nhà bác Phượng. Ngay trong xã luôn. À ba ơi, Tết rồi con có mang chúc quà Tết của mạnh thường quân này. Nhờ con biếu bà 500 ạ. Của gia đình nhà bà Cố Thụ, con nhà bà Cố Đạo ấy cơ. Bà Thụ, con nhà bà Cố Đạo ấy cơ. Và phải phong biếu bà đi. Đấy. Và con ơi, bà bao nhiêu tuổi đây cơ? 84 tuổi anh. À vậy hả cơ? À vậy cũng còn, con thấy cũng còn gọi là minh mẫn với khỏe. Chúc bà năm mới nhiều may mắn với sức khỏe bà nhá. Cảm ơn hai anh nhá. Vâng, bà cảm ơn bà Thụ, con nhà bà Cố Đạo ấy nhá. Vâng, vâng, con cảm ơn nhiều anh đi đã. Vâng. Này Khánh đang mang những phần quà của nhà bà Thụ ở bên nước ngoài ạ. Tết về bà gửi quà về và nhờ Khánh giúp một số gia đình khó khăn ở Gia Yên đấy ạ. Đây là nhà bà Phượng đây các bác ạ. Bà ơi bà! Bà ơi, bà ơi, con mang chút quà của nhà bà Thụ ở bên nước ngoài ấy đến biếu bà nhá. Bà biết bà Thụ không? Bà chẳng nghe thấy gì con ạ. À đấy, thôi con gửi bà 500 ăn Tết của gia đình đó bà nhá. Và chúc bà sức khỏe nhá. Và đây là bà Thụ lấy gửi về cho con á. Đúng rồi, con đưa mang đi dùm giúp bà vậy nhá. Vâng, con cảm ơn ông chủ mới cảm ơn nè. Dạ chú xin với các cháu bên nước ngoài nhá. Vâng, đúng rồi, vậy cảm ơn bà con đi ạ. Vâng, vậy bác cứ và người Việt Nam. Bác ra. Vâng, con xin lỗi cô. Vâng, vâng. Dạ, vậy đi. Vâng, con xin lỗi cái bác vào đây tham quan nhà cô. U, vậy là cái đống dẹp chai này chưa giải quyết được à? Sao vậy? À không dám gọi á? Ừ, cứ gọi cái cô cho bán cho ăn rồi có bảo qua Tết cô với. À vâng, chào cô. Vâng. Rồi xong đây đây anh coi. Anh cả đàn anh quay tí cận. Ừ, đâu. Vâng. Đấy, kho dây chai lớn nhất ở Gia Yên đây cái bác này. Hai cô cứ đi làm rẫy về để dọc đường hai cô nhặt những cái chai ve chai hay cái gì mà bán dây chai được này. Nhưng mà họ cô gọi chưa gọi họ hay làm sao cô? Tại vì mấy người kia thì gọi cũng không vàng mà mình không muốn. Không muốn gọi đúng không? Cô gọi người mối. Đây. Vâng. Đây con xin lỗi đi quay tí cô bác xem này, hai bà đi làm mà nhặt ve chai nhiều vây này quý bác này. Đấy quý bác ạ, nhiều lắm. Vâng, mà căn nhà của hai bà thì ở phía sau một căn nhà. Gia đình có mấy người, mấy anh chị em đấy ạ. Có người có gia đình thì ở đằng trước còn hai bà cứ ở phía sau thôi. Đấy, lên TV 2 lần rồi. Chưa có coi rồi. Đấy, vâng. Đây. Đấy, dây chai này. Nếu mà mình bán hết bằng này dây chai thì mình được bao nhiêu tiền? Các cô đoán coi. Nào có biết. Mà lần thì cứ bán này ít ít một đấy. Vâng. Bán cho cô dần dần thì mỗi lần được 100 hay là mai đã được hơn 100. À, có vậy thôi. Giấy cơ hết mà lần nào có giấy thì được nhiều. À, đúng rồi. Giấy cắt tông thì nó có giá là đồ nhựa. Còn đồ nhựa thì rẻ lắm. Vâng, hôm nay hai cô ở nhà ăn mừng Tết hay sao mà không đi làm tăng? Đi rồi, đi đấy. À bây giờ đi à? À. Quý bác ạ. Có hai cô đồng phục giống nhau là có hai đôi giày, hai chiếc nón lá rồi hai chiếc xe đạp. Hai chiếc xe đạp mua năm, đôi khi cũng chở hai xe củi giống nhau luôn hay là hai giỏ dây chai giống nhau. À hiểu lắm bà. À vậy à. À vâng. Ờ thôi ha. Vậy này cô này, thôi Tết rồi thì gọi là tụi em hay tụi cháu đấy cũng mang chút quà của các mạnh thường quân đi giúp các gia đình khó khăn đây. Thôi thì hôm nay là cháu đang đi phát quà của bà Thụ. Bà Thụ có nhà mà Cố Đạo ấy cơ, hay cô biết không? À không. À vâng, vâng. Thì thôi thì con mang đến con giúp hai cô thôi Tết rồi, con lấy quà của bà Thụ luôn. Hơi bà giúp hai cô gọi là có kho gia chai lớn nhất ở Gia Kiệm đây mỗi cô 500 cô nhá để hai cô ăn Tết nhá. Đây gần giúp cô đây này. Ừ,
cảm ơn mấy chú nhiều nhá. Vâng, đây cô nhá. Vâng, thì chúc hai cô ăn Tết vui vẻ. Cảm ơn hai chú nhiều nhá. Vâng, cảm ơn gia đình. Cảm ơn mấy chú nhiều. Cảm ơn gia đình bà Thụ cho con là được ạ. Bà xem phim đấy, bà buồn bà xem phim đấy nhá. Cô này có nói được không? Cảm ơn đi. Cảm ơn nhá, cảm ơn chú bà Thụ. Vậy là cảm ơn ông bà Thụ với lại hai chú nhiều nhá. À. Vâng. Đâu đâu một cô rồi? Cô đi đâu nhà cho họ nhưng chưa về. À, chưa về à con? Vâng. Chưa về. Vâng. Thôi Tết rồi con mang chúc quà của bà Thụ ở bên nước ngoài ấy cơ. Mình biết bà Thụ không nhờ chị nhỉ? Bà Thụ con nhà bà Cố Đạo ấy cơ. Vâng, thôi con mang đến con biếu hai cô 600 hai cô ăn Tết nhá. Vâng, đây gia đình quà của gia đình nhà bà Thụ đấy cô nhá. Vâng, bếp rồi đây. Vâng, hôm nay có bánh chưng không? Không ạ. Không có bánh chưng à cơ? Chỉ mua thôi không? Đang kiếm người nào có bánh chưng để đăng ký mấy cái mà không thấy. Vâng, vâng. Đây có hai chị em mà. À vâng, thôi con chào hai cô nhá, con đi ạ. Vâng, vâng, vâng. Rồi, mình coi nhà bà Mùi ở đâu quý bác nhỉ. Đâu em? À vậy rồi nhỉ. À vậy đúng rồi. Đó, cái bác coi này. À, nhưng mà ăn trộm thì đừng lấy tiền của bà nhá. Rồi, coi. Tại nhiều quá vậy. Vâng, coi cả gia tài của bà là có 300 ngàn quý bác ạ. Đấy, khổ chưa? Rồi, đây có 300 ngàn ăn Tết đúng không? Hay là ăn tới sang năm luôn ấy nhỉ? À, như vậy đi, con nói với hai cô vậy này, bà nữa này, là hôm nay là ngày Tết đấy, thì con nhận được một số quà của các mạnh thường quân, họ nhờ giúp những người nghèo. Vâng. Thì trong đấy họ cũng đề là đến nhà bà, hay bà đây, bà Mùi. À, đúng rồi. Đấy, mà con mang quà là quà của bà Thụ, con nhà bà Cố Đạo ấy cơ. Vâng, biết rồi. Mình biết không cơ? Vâng, mời anh em à. À, vậy à? Vâng, mời là lấy cái cậu anh à cậu, vâng cậu, vâng cậu chết rồi à vậy đây vâng. Con mang 1 triệu của gia đình của bà Mùi đến con của bà Thụ đến biếu hai bà nhá. Vâng, đây là 1 triệu nhá. Vâng, hai bà ăn Tết ạ. Vâng, con cảm ơn mợ nhá. Vâng, cảm ơn các chú nhá. Vâng, giúp đỡ chúng tôi nhá. Cứ bác ạ, bà tay thì có tật gãy mấy lần rồi, còn cô thì tiểu đường không đi lại được. Cứ bác à đấy gãy mấy lần rồi, nó kéo mù mắt thôi. Vâng đấy, nhìn thấy gì chứ. Vâng, cứ vậy làm cho vậy. Vâng, thôi thì hết có dịp nào con vẫn nhớ gần đến nhá. Và hôm nay là quà của bà Thụ, mình cảm ơn bà Thụ. À vậy à cơ. Vâng đấy, bà dặn các mạnh thường quân ý, họ nhớ họ bảo con mang đến 100 đô là ngon luôn. Đấy, cái bác ạ, hai bà cứ ở dựa nhau đấy. Vâng. Chúng tôi chả biết ai, chỉ biết là... À, biết con thôi à? Đến, vâng. À, vậy là hai bà... Là tôi hay chụp hình ở đấy ấy. À, vâng. Bác, cái bác ạ, về hai bà là hối lộ riêng khán với phòng đấy nhá. Hãy có bánh chưng thì cho con miếng nhá. Hôm nay có ai cho bánh chưng không? Cháu chưa được ai cho cái gì nè. Vâng. Ai cho bánh chưng với con? Chưa có phải không cơ? Chưa có. À, vậy Phong nhớ nhá. Vậy Phong xin... Năm nay chẳng có bánh chưng được. Không, để Gia Phát họ phát. Lúc nào con có các con gửi anh Duy đang sang cho. À, Gia Phát họ đang nấu. Nghe đấy. Gia Phát, giáo sư Gia Phát họ đang nấu, mà kia họ nấu. Duy nào vậy? Duy nhà mình ấy. À, đấy. Nó gửi mang cho Biếu. Duy nhà mình nhé. Đấy. À, vậy chú nào chú biết anh Duy? Thì ở Gia Yên hết với nhau mà. Quý bác ạ, hai bà đứng đang ước ao được ăn bánh chưng giống khánh. Thôi con chào nhá, con đi đây ạ. Trước mắt như thế mà có thì ăn, chả có thì tôi cũng được. Vâng. Không cần cho lắm, nhưng mà chỉ cần đồng tiền để mà chi tiêu thúc men thôi. Vâng. Thúc men này chúa tôi thúc men nhiều lắm. Vâng. Được như vậy đấy. Vâng. Thế nên không có thuốc. Thôi nhưng mà lỡ quay phim giấu tiền trong cái gối rồi thì giờ mình phải giấu chỗ khác. Có 300 ngàn giấu trong cái gối, quý bác ạ. Thôi con đi nhá, con chào đây, thôi mất thời gian ạ. Vâng, vâng. Vâng, con đi. Cháu thì cháu hay mang quà của các mạnh thường quân đây. Thì cháu này cho mang đến giúp cô 500 của nhà bà Thụ. Bà Thụ có nhà bà Cố Đạo ấy cơ, cô biết không cơ? Mà cô năm nay bao nhiêu tuổi đấy cơ? Năm nay 58. À vậy cơ, mà bị ốm yếu hay sao cơ? Bị ốm nhiều bệnh lắm. À. Năm nay là 18 năm. Ồ vậy đó cơ. À vâng. Chú mất cái là biết sao. À vậy. Đi đại biến. À. Đấy. À vậy coi như từ hồi mà gọi là ăn, em thì em gọi là ăn đi, là ăn mất cái là chị ốm luôn đấy, ốm yếu buồn phiền ốm yếu luôn đấy. Vâng, có chút quà của mạnh thường quân đấy nhá, của bà Thụ để biếu cô ăn Tết vậy cô nhá. Vâng, đúng rồi, tôi cảm ơn bà Thụ nhá. Vâng. Thì mấy chú cũng đi rồi cũng vất vả. Dạ, rồi không sao đâu. Thì cô, chẳng có gì ấy lại, mà tôi chỉ có cầu nguyện. Vâng. Cho những người đúng rồi. Cô cầu nguyện cho các ân nhân nhá.
Vâng. Về phía tụi em thì cũng có mệt quay đấy, nhưng mà thôi thì mình có quà cho người nghèo ấy là mừng rồi. Vâng, thực sự là vậy. Mà tụi em cũng chẳng có thời gian để đi nhiều, tôi tranh thủ vậy nhá. Đây, tụi em xin phép nhá. Vâng, vâng. Chị ơi, hôm nay thì Tết để mang đi chúc quà phát cho mấy gia đình khó khăn này. Nghe mấy cô đây nói chị là nhà chị Chín à? Vâng, thôi khán biếu chị 500, 500 này là của nhà bà Thụ ấy. Bà Thụ chị biết không? Biết không nào? Con nhà bà Cố Đạo ngày xưa ấy cơ. Tôi Tết tuổi ấy cho thấy có bà Thụ ấy, bà có gửi về bà giúp mấy gia đình khó khăn. Cô Thụ có nhà bà nhà Cố Đạo ấy. Vâng, đấy, nhà con giúp mấy gia đình khó khăn ấy, thì con thấy là có dặn con là thôi mang đến giúp bà chúc quà Tết bà nhá. Và bà yếu thôi chứ đâu phải là bị sao hả chị nhỉ? Bà có liệt đi, không? Đi, từ một chân nè. Từ hồi bé. Vậy đây. Cô ba Thụ chắc là biết. Nhưng mà con nhìn và con nhìn thấy bà da dẻ đẹp quá này. Vâng. Vậy thôi bà nhận giúp con nhá. Chị đưa cho bà. Đây con giúp bà tí ăn Tết nha. Vâng. Cô sờ biết là tờ nè. Nghe mà nói. Sờ bà tờ. Tờ tờ đấy bằng nào đấy cô? Bao nhiêu? Đấy. Ôi trời ơi. Trời ơi, trăm tờ nào tờ nào biết. Đó, khi bác thấy hôm nay phát hiện ra thiên tài ở gia kia. 200 cái 200 rồi. Rất là sỏ kim được nhá. Sỏ kim rồi, sỏ kim rồi nhá. Ồ, vậy cô giỏi giờ đấy quý bác ơi. Hôm nay bà còn sỏ. Biết tờ nào. Nghe già nói một lần là sau đấy biết chú là à, vâng. Đưa đúng giá trị của tờ tiền này. Ồ, quý bác thấy hay quá nhỉ. Tức là sao? Đây là chị Thụ mà con bà Đạo ấy. Vâng. À vậy bữa nào phải phải đến đến cầu view làm bà VIP. Vâng, hay là giỏi rằng. Vâng, bà sờ bà biết tiền. Bà sờ tay mà bà biết tiền bao nhiêu các bác ạ? Cái áo có túi không? Không có túi. Cầm vào túi quần đấy. Vâng, thôi vậy con tranh thủ con đi đây, con chúc bà sức khỏe với bà nhá. Vâng. Vâng, vâng. Dạ vâng. Vâng. Là cầu nối. Là ăn có tiền á? Ăn thì ăn có tiền rồi. Ăn phải quay những người đẹp như em về này xong rồi biết có tiền. Họ biết xem. Họ biết xem rồi. Vâng, cháu nào em gửi cho chúc quà thì ghé ngang nhà cháu đây này, sáu chị em mẹ bị thương tật và bố thì mất mà mẹ thương tật tới 61% mà chị nhỉ. Vâng, đấy mà các cháu đang đi học mà cũng bởi vì bố mất rồi cho nên cũng khó khăn lắm. Nhà cửa và nhà cửa đẹp này kia vậy là cũng thực sự là nguyên do và mới xây với các bác để giúp đỡ này quý bác ạ. Thôi Tết rồi chú đến thôi, hôm nay cũng chưa hẳn có chương trình mà thôi tiện chú ghé ngang chú giúp 6 chị em con mỗi người 100 vậy nhá. Con ăn Tết nhá, con có muốn gì không? Có ước muốn cái gì không? Đấy, các cháu học giỏi lắm quý bác ạ. Ví dụ có ước cái điện thoại iPhone không? Như vậy đấy. Vâng, các bác đi đây. Vâng, vâng, rồi, dạ, vâng, vâng. Vâng. Làm bu chuối các bác ạ. Bu chuối là bao nhiêu ký chị đọc? Nếu mà chuối xứ thì được 10.000 ký. À vậy đấy. Cái chuối này thì mình chỉ mua 2.000 một cái thôi. 2.000 một cái bu thôi. Nó sẽ bỏ cái trong này vậy. À vậy à. Các bác này, bu chuối mà bu chuối hột thì được có 10.000 ký thôi à? Không, bu chuối xứ 10.000. À vâng. 10.000 một ký này mà chị làm xong chị mang đi nước ngoài đi Sài Gòn hay đâu? Em làm mướn ra nhà này chứ. Làm mướn á? Dạ. Trời ơi quý bác ạ. Chị này khăn biết là nhà đẹp lắm rồi. Hôm nọ đám cưới con là mặc như hoa hậu luôn vậy mà lại đi làm mướn ở đây này. Đấy. Không phải giờ về cuộc sống á, cũng phải đi làm thôi. Đúng rồi nha. Đúng rồi. Dạ. Giống như Khánh này cũng đen như con trâu hàng xóm luôn. Đi nhiều quá. Vâng. Thôi chúc chị làm việc vui vẻ nhá. Và đấy quý bác ạ, chị cũng chịu khó lắm đây này. À tưởng là chủ luôn mà thì ra làm mướn rồi đấy. Vâng, đấy. Vâng, rồi thôi kính chào chị nhá. Vâng, vâng. Đấy. Cô ơi cô, đây là cháu nhận được món quà của nhà bà Thụ ấy. Bà Thụ nhà. Nhà cô Thụ. Vâng, nhà cô Thụ, nhà cô Thụ đúng rồi. Con gửi giúp cô 500 gia đình bà Thụ gửi cô giúp cô 500 ăn cơm Tết cô nhá. Vâng. Cảm ơn bà Thụ, cô Thụ nhỉ? Vâng, cô Thụ. Vâng, vâng. Thụ có ở hàng đấy. Vâng, vậy. Vâng, đấy thì Tết thì chắc ba, cô, bà, con gọi là bà. Nhớ đến bà con anh em ở khu 3 mình đấy mà. Vâng, vậy nhá, thôi chúc bà sức khỏe vậy nhá. Vâng. Cô ơi, Tết rồi cháu có mang món quà của nhà cô Thụ ấy. Cô Thụ nhà bà Cố Đạo, cô biết không cơ? Vâng, cô nhờ cháu thôi mang chúc quà biếu người nghèo với lại biếu lên cô 500 cô nhá, con Tết vậy ạ. Vâng, cô cảm ơn bà Thụ đi. Vậy nha. Vâng, vâng, thôi chúc cô sức khỏe vậy cô nha. Vâng, vâng, vậy được rồi. Vâng. Đấy.
nhà lúc nào cũng đóng cửa kín. Rồi xong đây, Phong ngồi chồm hổm ở đây. Nguyên những người già đang cắt tóc cho bà, cái đầu cho bà ăn Tết. À, xa xa tí em đừng gần. Chào bà. Chắc bà hỏi thằng nào đây? Bà nhớ các chú. Chắc bà không nhớ đâu. Các chú hôm nọ cho bà quà, đem quà của Mạnh Thường Quân đến cho bà đấy. Vâng. Và hôm nay cháu mang phần quà của nhà bà Thụ ấy cơ. Cô biết nhà bà Thụ có nhà bà Cố Đạo không cơ? Vâng. Bà Thụ có nhà bà Cố Đạo ngày xưa ấy cơ. Bà Đạo là thím dâu của bà này. À vâng. Thôi thì Tết rồi con thấy bà cũng gửi về cho con số tiền giúp người nghèo. Với lại cũng dặn con là thôi đến biếu bà 500 bà ăn Tết của bà nhá. Vâng. Và con biếu bà đây ạ. Bà cảm bà. Ơn. Vâng dạ. Bà đấy. Cô Thụ ấy, cô Thụ nhà bà. Vâng. Cô vâng. Gửi về rồi cô nhờ nhà các chú này hay đi làm từ thiện vậy là biết vâng. Ấy đây là biết bà đấy mà cho bà. Vâng. Rồi thôi vậy được rồi. Ơ mà bà còn hay là tóc vẫn còn cái bạc cái đen thôi nhỉ. Bà tóc còn đen hơn tôi ấy. À đúng vâng. Rồi, đấy. Vâng, hay quá bà. Tốt vâng. Thôi cái năm mới con chúc bà sức khỏe bà nhá. Vâng. Vâng. Vâng, thôi con chào đây con đi ạ. Vâng, không con đi cho kịp. Vâng. À, tiện con đi qua đây thì biết bà cũng khó khăn do bà này đề cử này, đấy. Thì thôi con chúc bà 400 bà ăn Tết vậy bà nhá. Của nhà bà Thụ. Bà cảm ơn bà Thụ nhá. Dạ cảm ơn. Vâng, vâng đây ạ. Cảm ơn người cho, cảm ơn các anh. Vâng. Đấy bà chúc Tết bà Thụ đi. Bà nhìn đây nè, bà chúc Tết đi. Cô Thụ ơi. Vâng. Tôi là Truy đây. Vâng. Mà bây giờ là tôi yếu lắm rồi. Vâng. Một năm đi bệnh viện 2 lần. À. Bây giờ còn đang đau lắm. Tôi cảm ơn cô nhá, gia đình cô nhá. Vâng. Thôi vậy được rồi ạ. Dạ, cảm ơn. Nhà, dạ, cảm ơn. Thôi chúc cô sức khỏe cô nhá. Dạ, đi ăn Tết vui vẻ cô ạ. Dạ. Vâng, vâng, để con đi. Vâng. Cô kia đến đây, giới thiệu thầy chị Trấn Nhiệm. Đấy, vâng. Đây này, hai bà nhà có cây mai đẹp hơn nhà con này. Nhà con là... Cây mai họ gửi. Gửi à? Giờ già nó cũng cây mai. À, họ gửi mình trưng dùng mấy ngày Tết không, á? Họ để đây, họ hỏi. Và lấy, Tết họ lấy. Cái nhà cái nhạc bên kia nó to quá sẽ ảnh hưởng đến YouTube đấy. Tắt đi ạ. Thì thôi cháu đang mang mấy món quà của nhà bà Thụ ấy, nhờ đi giúp mấy gia đình khó khăn đấy. Thì thôi thì cũng Tết rồi trong bảo chẳng biết sao thì thôi hai cô thì cũng gọi là phát sinh ngoài dự kiến tí. Nhưng mà thôi cháu đi ngang mà cháu thấy vậy thì cháu giúp hai cô mỗi cô 50 ngàn chứ. cô có tiền thối lại không? Cháu không có tiền thối đâu. À, cháu có tờ 200 vậy à? Có tiền rồi thối đâu. À, cho luôn đi à? À tôi lỡ rồi kia bác có cô kia xúi quá phong ghi cô đấy vào. Cô đấy là cô ấy đề cử. Vâng. Thôi cháu nói trời đi thôi cháu giúp mà. Hai người đấy trường à tại vì cô kia bây giờ bà trường đánh bà kia nó khác à cô kia bây giờ mối giống Tôn Ngộ Không làm cháu nó khiếm mà hai người đẩy nhau à, còn nói chơi vậy thôi thì con lấy của bà Thụ ấy biếu cô hai cô 600 cô nhá. Vậy thì cảm ơn bà Thụ với này. Vâng đây là cô chúc Tết bà Thụ đi. Vâng chàng chúc bà gia đình nhà bà được dồi dào sức khỏe nhiều ơn Chúa ban cho bà gia đình nhà bà. Vâng bà tên gì? Láng. À bà Láng với bà Nụ. Yeah. À hèn chi nó mang hoa mai có Nụ đến đây nữa này. Vâng. Vâng, vâng, cảm ơn ạ. Vâng, tôi đi ra. Vâng, cảm ơn à, hai anh chúc anh năm sang năm mới được rồi nhờ sức khỏe nhá. Vâng. Nãy giờ không phải, nãy giờ đi quay toàn nhà nghèo giờ phải đi kiếm nhà giàu quay. Đến nhà giàu thì mình lấy tiền còn đến nhà nghèo thì mình giúp rồi mình đưa tiền. À. Đấy, đâu nhà này vậy à, nhà này nhà giàu đưa bao nhiêu? Đến nhà giàu xin tiền. À, còn đến nhà nghèo thì biếu tiền nha. Ồ cái bác này. Ơ mình Tết mình bán tạp hóa nó có nhiều việc lên không? Có đặt hàng lên chưa ta? À chậm lắm à cơ. À vậy đấy. Chỉ bán trong vòng này cái gì cũng có luôn chả. À vậy à vậy thì lên phim đi nhỉ. Mình lên mình làm diễn viên bữa. À. Ồ đây cái bác này, chị ngay trước đài này bán cái này cả cà phê nhỉ. Bán đồ Tết ấy. À đồ Tết. Ồ cà phê rồi Ajinomoto này. Rồi một nhà chật luôn. À bột sắn nữa này. Ồ bột sắn đấy, bột sắn nhìn nó vuông vuông to to vậy. Đấy. Đóng chợ mini luôn. À đấy chợ mini luôn. Phong biết có dịp gì qua đây mua cho chị ủng hộ nhá. Ờ, cảm ơn. Vâng, đấy cái bác ạ, ngay ngã tư luôn, ngay đài luôn. Rồi thôi kính chào chị nhá. Vâng. Quay sơ cái. Công nhận bà chủ này giàu đeo vàng to lắm kia bác. Đấy đang khoe cái đồng hồ với vàng. Đây kia bác ạ. À.
công nhận là có vẻ như gần đài nhiều người giàu. Đây có nhà này cũng giàu nữa. Dạ và đấy. Đấy, à, hai cô này ngồi ngó nhau. Có lẽ giờ này nó muộn muộn trên này ít khách này ngồi ngó nhau. Hai cô đều bán hàng. Cảm ơn chị nhá. Và ủ mít đã quá ta. Ủ mít ngon lắm Phong kìa. Mít này mít nghệ ấy chị nhỉ? À mít Thái á. À Thái giòn à Phong. Ôi một quả nó to rồi Phong nhỉ. Đấy, mít ngon có ký bạc rồi. Ơ chị em một ký mít về bao nhiêu tiền ta? Ký mít ta có 12 ngàn. À 12 ngàn, ồ vậy là rẻ rồi nhỉ. Chắc là không xuất khẩu đi nó rẻ rồi nhỉ. Ừ hôm nọ đã 15, 17 rồi. Rồi cảm ơn chị nhiều nhá. Vâng, đi còn qua bên cái dăm kia nữa. Rồi chúc chị ăn Tết vui vẻ nhá. Vâng, dạ. Quý bác ơi, đây là những gia đình ở trong dăm họ trang trí Tết. À, mỗi người một kiểu một tí, có khi đơn giản một tí thôi. À, đây có cả cây hoa mai, cái cặp cúc này thì là cúc 60, các giá cỡ 900 các bạn. Hoa mai kia thì vẫn thấy gắn thêm hoa rẻ. Đây cái bên này thì có hai cây hoa mai hai bên cũng đẹp nhưng mà lại nở sớm rồi đó. Hoa mai cũng đẹp nhưng mà chắc em nghĩ là cây hoa mai đây bị nở sớm rồi, tại vì còn tới năm ngày nữa mới Tết. Mà nhìn hoa mai thích lắm. Chú ong nhỉ. Trang trí Tết à. Đặc biệt mùa Tết thì mai nó là Tết mai đi đâu cũng hay thấy vị hoa mai đẹp lắm. À bà ơi, à con mang món quà của nhà bà Thụ ấy. Bà Thụ, cô Thụ ấy. Cô Thụ nhà bà Cố Đạo ấy cơ. Biết rồi. Và Thụ. Và hôm bữa nhà bà bị F0 thì bà có sao không cơ? Có, con tôi nó đi rồi mà nó không phải đi nhưng mà nó đi làm trong ngoài đời lây họ đấy. Vâng, nhưng mà bà có bị không cơ? Không, tôi không. À vâng, vậy cũng mừng. Tôi ở nhà. Vâng. Tôi ở nhà 2 tuần lễ, chợ nó đi 2 tuần lễ thì nó về. À vâng. À, có anh nào con ở rỉ không? Dạ có đây con không. Đây là con mang món quà của nhà cô Thụ đến biếu bà 500 bà ăn Tết vậy nhá. Vâng, cảm ơn các anh nhé. Vâng, bà cảm ơn cô Thụ và chúc Tết cô Thụ. Cảm ơn các anh nữa. Vâng, bà cảm ơn bà Thụ đi. Vâng, cảm ơn rỉ nhá. Vâng. À các cháu nhá, xin Chúa ban cho một năm đã sắp hết rồi. Thì xin Chúa gìn giữ nhá. Mẹ con được mọi sự lành bằng yên nhá. Cho các cháu nó có công ăn việc làm nhá. Tôi thì cũng ngã gãy chân mà hôm nay cũng đi được rồi rỉ ạ. Nay chỗ ban cũng tập đi được rồi. Vâng. Chỗ này tạ ơn Chúa thì gia đình cũng được mạnh khỏe nhá. Vâng. Rồi bye bye nhá. Vâng. Thôi con chúc bà sức khỏe với con vâng, đi luôn bà nhá. Cảm ơn các anh nhá. Dạ cảm không ơn có gì ạ. Vâng. À con nhớ rồi, hôm bữa con đến là. À hôm nay con mang chút quà của nhà bà Thụ với cả cô Thụ với cả. Cô Thụ. Vâng, mà mang đến nhờ con mang đến giúp bà 500 bà nhá. Bà vâng, ăn Tết ạ. Vâng, cảm ơn. Vâng. Cảm ơn nha. Cô Thụ. Vâng, đấy. Bà Đức đẹp gái. Đẹp láo nha. Cũng anh em ấy. À vâng, thôi con chúc bà sức khỏe vâng, vậy nhá. Cảm ơn nha. Vâng, con đi ạ. Đây cái bác này, đây là trong cái dòng của một khu ba của giáo sư Gia Yên và cái bác xem cái trang trí Tết của mọi người có gì chưa nhỉ? Hôm nay thì 25 Tết rồi. 25 mà năm nay tháng Tết chỉ có 29 ngày, không có ngày 30. Đây, anh thấy nhà nào cũng có cúc đây các bác này. Cho nên nhìn chung là hoa cúc cũng đắt hàng. Năm nay thiếu. Giờ cái bột to chưa. Đấy các bác, có nhà còn vẫn đang tranh thủ sửa nhà ăn Tết. Đấy, tí bà té. Đấy các bác ạ, đây là một cái dòng của Gia Yên. Mọi người đang là chuẩn bị đón Tết thì cũng đang còn công việc nhiều. Nhưng mà thông thường anh thấy thì Gia Yên với Phúc Nhạc thì họ đang vất vả kiếm tiền hơn. Ngay đầu đường đây là có người bán các cái chậu mai nhiều lắm. Đấy, rồi anh sẽ qua bên kia. Các bác thấy những người, những bác ở Việt Nam thì không nói. Nhưng mà ở bên nước ngoài các bác thấy người Việt Nam đông lắm này. Đấy, Khánh vẫn nhớ đến những cảnh mà quý bác cũng như quý anh nhân ở bên nước ngoài không nhìn ra đường, không có bóng người, không có hàng xóm. Còn ở Việt Nam cái bác thấy đông lắm. Ở Việt Nam thì có thể có nhiều cái sự va chạm do đông. Ra đường thì giao thông, rồi ở trong khóm ngõ thì có thể nhà này ồn, trước nhà kia ồn tí, con nít, rồi người lớn thì cũng sống trong môi trường rất là đông đúc. Thì cái bác ạ, Gia Yên... giáo sư Dạy Yên cũng đang trang trí xuân mới đây các bác. Cũng đơn giản thôi các bác nhỉ. Noel thì vẫn còn lại đây. Cha vẫn đang giữ lại.
Đây, hắn đi qua đây ạ. Đây, cái bác ơi, đến em trai đây. Chú nghe bố con bảo con bị gãy tay hai lần luôn á. À, vậy hả? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? 20 à? À, vậy cũng nghỉ học luôn hả con? Đi làm. À, con đi làm công ty hay cái gì? Đi làm cho chị. Làm cho chị á? À, chị làm gì con? Làm về Hà Quang, trên đầu chú. Đầu chúa có cái vòng điện. À, vì dân làng qua đấy thôi hả con? À, thôi thì nói thật với quý bác ạ, thấy bố cũng xin cho em đây, trai trẻ mà cũng tàn tật, cũng tội nghiệp quá mà sao mà gãy tay tội nghiệp nhờ. Thôi thì à, thôi bác giúp con 500 của gia đình bà Thụ em cho con nhá, bà Thụ bên Mỹ ấy. Con cảm ơn Mạnh Thường Quân là được rồi nhá. Cảm ơn. À, cảm ơn Mạnh Thường Quân với chúc phúc thọ nhá. À, với chúc con sức khỏe vậy nhá. À, thôi chú đi luôn đây. Bác ơi bác, Tết rồi thì cháu lại mới nhận được món quà của cô Thục. Cô là người bên trong quán đản khu 3 ấy bác. Cô nhờ con đến giúp bác 1 triệu để bác có cái dùng ăn Tết về bác nhá. Vâng, đây con mang đến cho bác, con biếu bác 1 triệu này, đấy. Vâng. Cũng chân này cảm ơn giúp đỡ của chị sức khỏe. Vâng. Chân ngoài cầu nguyện để chị. Vâng, vậy được rồi bác nhá. Thôi con chúc bác ăn Tết vui vẻ nhá. Vâng, 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 vâng. Vâng, chào em nhá. Thôi hai bà ơi, là Tết rồi ấy. Con thì con đang mang mấy quà của những ân nhân ở bên nước ngoài giúp người khó khăn này. Thôi vậy là quý bác ạ, hôm bữa là hắn đến là gặp ba bà cơ. Nhưng mà mới mất một bà rồi. Giờ còn có hai bà thôi quý bác ạ. Vâng, thì thôi con đến con biếu hai bà, mỗi bà 300 nhá, các bạn Tết vậy nhá. Con biếu tiền này là của bà Thục ở bên Cuba, bà Thục coi như bà cố đạo ấy. Từ hắn đưa tay chẳng để ý mặt Thục Quân là ai, chẳng để ý ân nhân là ai gì hết. Đấy. Vâng, đúng không? Vâng. Bà đây hôm bữa còn gặp ngoài chợ quý bác ạ. Bây giờ con không có hai có tiền lẻ, hai bà thối lại nhá. Chẳng có tiền đâu. Vậy à? Không có đồng nào. Vậy à? Không bà nào có tiền để thối lại à? Không. Sao bây giờ? Có mỗi 20 đấy. À, có mỗi 20 thôi à? 20 đấy. Chết rồi, kia bác ạ, không có tiền lẻ. Tin biếu mỗi bà 50 ngàn thôi. Nhưng mà bà không có tiền thối lại. Thôi. Thôi đây này bà này. Con mang quà của ân nhân là bà Thục ở bên Gia Yên ấy. Con biếu hai bà, mỗi bà 300, hai bà là 600. Vâng. Hai bà có chia nhau được không? Chia được. À, vậy chia giúp con để con khỏi đổi nhá. Vâng, vâng, vâng. Vâng, đấy. Mỗi bà một nửa là 300 nhá. Vâng. Đấy, đấy bà này đang suy nghĩ coi mình lấy 4 bà kia 2 hay sao ấy. Trời, mỗi bà 3 chứ. Rồi, mỗi bà 3 nhá. Vâng. Thì cái bà mất không có hết đấy. Phải đại tiền. Cảm ơn thầy, hai chú chăn. Cảm ơn, chúc phúc cho bà Thục đi ạ. Dạ, cảm ơn bà Thục chăn. Vâng, đấy, rồi, chẳng chúc Tết gì hết. Chúc Tết gì? Chúc Tết luôn. Chẳng biết chúc. Chẳng biết chúc à. Thôi thì chưa Tết à, chưa Tết à, cũng bây giờ cũng dài lắm, hiện tại biết lối nào vậy. À vâng, vậy thôi con chúc bà hai bà ăn Tết vui vẻ với lại có nhiều sức khỏe nhá. Vâng, con cảm ơn ân nhân luôn ạ. Rồi thôi con đi đây ạ. Rồi thôi con đi nhá. Đến hai bà đây, hai bà làm điều một tuần mới được có 120 ngàn. Đây con, hai bà có nhớ mình không? Có nhớ cái nhà hôm trước chú ở Hùng Sơn dẫn đến. À đúng rồi đấy. Vâng vâng. À thấy cười là biết là có tiền đến rồi. Vâng thôi hai cô ạ, cháu thì cháu mang tiền của chắc cô gọi là cô Thục ở bên khu 3 ấy, cô nhờ cháu giúp các gia đình khó khăn tí ấy, thì thôi Tết để cháu mang 600 đến cho biếu hai cô tiền của bà Thục hay là cô Thục bên Mỹ nhá. Vâng, Phong gửi cho hai cô 600 đi ạ. Rồi, đấy. Hai cháu nha, cảm ơn cô bên Mỹ. Đâu, đúng rồi, cô Thục nhá. Chắc có tuổi các cô ấy. Vâng, các cô. Đấy, có hai cô rồi nào. Cô này hôm nay ăn Tết có cái gì mới mình coi nhà coi nhỉ. Vâng, mèo thì vẫn vậy. À, nhưng mà hôm nay thấy nhà đẹp hơn tí là nguyên nhân là không thấy làm điều. Qua nghỉ rồi, họ cho nghỉ ra nọ. Ừ, đúng rồi, cái bác ạ. Vâng, tại nghe nói điều cũng không xuất khẩu được. Điều cũng đang bị kẹt ở Trung Quốc hay cái gì mà cũng không xuất khẩu được, có chỗ nghỉ rồi. Vậy được nghỉ lâu chưa con? Cũng nghỉ cả nửa tháng nay rồi. Ồ vậy cả. Mày sướng nha. Mình 29 rồi. Và mình 29 còn chưa được nghỉ mà hai cô đã nghỉ nửa tháng nay rồi. Chuẩn bị ăn Tết sớm nha.
Ồ, ngon đấy Phong chào. Vâng. Họ cho nghỉ. Anh ơi, phát hiện ra nhà là hơi kỷ lục mèo. À, nhiều lắm. Đúng rồi. Bếp hơi nhiều. À, đúng rồi. Gọi nó có được không? Gọi mèo cho... Nó vẫn ở đây là nó à. Hai cô... Cơm mình đã có mặt hết. À, hai cô gọi nó đi để cho biếu nó tí quà nào. Gọi coi nào. À, vừa ăn cơm ở đây lại. À, vậy không nhận. À, ở đâu? Ồ. Tí à, tối nó ngủ hết trên trưa nắng nó ngủ trên giường với đất hết. Đấy, quý bác ạ, hai cô nuôi nhiều mèo lắm. Đánh chúa tôi ra. Vậy... À. Giờ không lẽ là đánh chết. Con em ở Sài Gòn nó muốn chửi đấy. À, vậy đó. Hết đi. À, đây này. Ờ, công nhận nó cũng còm. Hơi dày rồi. Phong ơi, à, nhưng mà con mèo này cũng còm, con mèo kia to kìa. Con mèo này thì còm này. Mắt nó sáng nhỉ. Thôi kệ nó, mình nuôi mèo lúc nào mình buồn buồn mình làm thịt con ăn cả tuần. Vâng, làm thịt con để dành tủ lạnh cả tuần luôn. Vâng, vâng. Cô làm thịt con mèo mà cô... À, cô khóc đúng không? À, đấy, đúng rồi. Đúng rồi, quý bác ạ. Bây giờ ở Việt Nam bình thường là đúng là không muốn giết con vật mình nuôi đâu. Cũng gọi là nghi ngờ. Vâng, đúng rồi. Thôi cháu đi đây các cô nhá. Cảm ơn. Vâng, vâng. Vâng, cháu chúc hai con Tết vui vẻ. Cái cô Thục ở Cuba đấy. Vâng, con nhà bà Cố Đạo ngày xưa. À, vâng, đấy cô Thục đấy, con nhà bà Cố, ông bà Cố Đạo ngày xưa. Vâng, thôi cháu chào nhá. Vâng. Cô, hôm nay cô bán được nhiều không? À, vâng, chán. Hôm nay cô bán được nhiều vé số chưa? Đã bỏng cơ. Trời ơi, cái bác ơi, nhiều tiền chưa? Ờ, Phong ơi, tiền mấy bịt luôn này. Vậy gió nó thổi bay một phát thì chết. Này, nhiều tiền quá này. Vậy à? À, anh ơi, cô ít tiền đi làm gì nhỉ? À. Không, tiền thì giả tiền số. À, giả tiền số à? Nhiều chưa? Trên dưới nhiều tiền thật ý. Công nhận giàu. Thôi, đây thì Tết rồi thì em mang món quà của bà Thục của bên Cuba ấy. Con nhà bà Cố Đạo ngày xưa ấy. Thôi, giúp cô chúc quà Tết cô nhá. Ơ, mà Phong ơi, tiền nó rơi đâu rồi? À, Phong giữ à? Ờ, Phong này thật luôn. Rồi, thôi đây, con giúp cô 500 của bà Thục cô nhá. Cảm ơn nhá. Vâng, khi bác ạ, cô là đi bán số vậy rồi chân bị tật này, rồi cô còn nuôi mà ăn không được khỏe quá chẳng, anh cũng bị tâm thần. Đấy, người ta cho đi chích ngày hôm kia này. À. Nhất định nó không đi. Vâng, thôi nó đi. Nó bảo chích thì nó ra cái gì mà. Vâng, thôi cô cảm ơn cô Thục đi, cô cảm ơn đi. Ờ, cho cô gửi lời cảm ơn nhá. Để, bớt rất là mà cho những người ốm yếu thì vâng. Chỉ biết tạ ơn Chúa, cảm ơn những người đấy. Vâng, cảm ơn cô nha. Vâng, hôm nay nay đến thấy cô giàu này, đi bán số được cái thấy giàu hẳn. Quý bác ơi, nhiều loại vé số nhỉ, hôm nay khán mới thấy tờ vé số này. Vé số may mắn à, số này số gì đây cô? Của nhà nước luôn à, ơ số cào á. Ồ, đã chưa Phong chẳng. Cái số to chưa này. Vâng, thôi vậy cho đi đây cô nhá. Cho chào cô luôn. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Dạ. Quý bác coi này, hai mẹ con này. Hôm bữa bà còn khỏe hơn cô mà hôm nay bà gãy tay, gãy chân, gãy tay ngồi đấy rồi. Còn cô đi này, cái lưng đau đang phải cái nẹp lưng. Vâng, đấy có hai mẹ con ở đây thôi quý bác ạ. Đấy. Đấy quý bác ạ. Đây nhà cô có dàn mướp rồi cũng có lá dong quý bác ạ. Thơ mộng lắm nhưng mà có hai mẹ con cứ ở trong này vậy. Trời ơi, có cây mai cũng đẹp quá Phong chẳng? Vâng, đẹp quá này. Cái này nụ này là vừa đấy người. Ờ, mai đẹp lắm quý bác ạ. Vâng, dạ. Đấy. Thôi, hôm nay đến giúp cô chúc quà của gia đình bà Thục. Vâng, nhỉ. À, thôi gì Tết ở đây cháu mang chúc quà của bà Thục ở bên Cuba. Vâng. Cô có con nhà bà Cố Đạo ấy. Và chắc đi Mỹ lâu rồi chắc mình không biết nhỉ. Cô không biết. Thôi thì Tết để cho mang chúc quà đến cho biếu chị đây với bà ăn Tết nhá. Con mang 600 ạ. Dạ. Đấy, hôm bữa thấy bà khỏe hơn chị ấy. Mà hôm nay bà mới gây tay là té. À. À đấy vậy. À. À, thấy con cá thì con cá đều là thấy con mèo nó ăn đó cơ. À vậy đấy, vâng. Vâng, đấy quý bác, vâng.
Vâng. Thôi, phải bịt đâu thôi cái virus. Vâng, vâng. Vâng, thôi vậy đi. Thôi con biếu 600 vậy nhá. Vậy là có đủ ăn Tết chưa con? Dạ, cảm ơn cháu. Vâng, thấy chưa đủ là con biếu thêm. Đấy. À đấy nhỉ. Đấy vâng, đấy. Vâng. Vâng, vậy đấy ạ. Vâng, vâng. Vâng, con biết rồi. Thôi con giúp 600 vậy nhá. Thôi con chia sẻ mỗi nơi một chút ạ. Con biếu bà với cô ăn Tết vậy nhá. Con chúc gia đình mình. Vâng. Vâng, chúc cô với bà sang năm mình chú ban cho mạnh khỏe đấy. Đỡ bệnh tật hơn thì may mắn gặp thầy gặp thuốc nhỉ. Nhá, gặp thầy gặp thuốc thì ngon. Nó khỏi bệnh. Vâng. Thôi vậy nhá, vậy con đi đây thôi muộn nhá. Vâng. Dạ. Bệnh, vâng. Ấy, đi cho vâng. Rồi, vậy không cắt máy đi ạ. À.